Trên Facebook thì lúc nào cũng nghiêm nghiêm mặt ngầu ngầu một tí, mà cứ hễ nói chuyện là bắt đầu lại nhây bựa đơ 5 phút cái không biết nói gì, xong rồi tắt. Đoạn này sẽ gãy lắm nha Lộc. Tối cũng sờ sờ mó mó, nó không được nha, không được á, sờ là về nha. Xong hỏi anh muốn đúng không? Không biết nữa em, anh không biết nữa, em làm gì cũng được á. Tính em hiền nhưng mà mỏ em rất là hổn. Tính em hiền nhưng mà mỏ em rất là hổn. Hồi còn bé em có bị ngã té? Dạ, dạ có, em leo cổng chùa em bị té. Bị té trước cổng chùa hả? Dạ. Thảo nào nghiêm trọng như thế. Rất là vô duyên luôn, người ta dùng từ là vô duyên thúi. Thả bơm rất là kinh khủng, mà cái nào cái nấy là nguyên tử không. Ôi trời đất. Anh muốn em về chung một nhà với anh. Trời đất ơi. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out, và cũng xin cảm ơn ứng dụng Speakable đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Và sau đây xin mời quý vị khán giả chào đón cặp đôi khách mời của ngày hôm nay. Chào hai bạn, hai bạn giới thiệu thông tin cá nhân cho khán giả biết nhé. Dạ em tên Lộc, em hiện tại là em ở quận 8. Thì trước đây là em làm công việc tự do, nhưng mà hiện tại là về làm phụ cho anh Nhân kinh doanh rồi. Thế Tuân biết tên bạn luôn rồi á. Nhân. Đúng rồi, đúng rồi. Bạn Tuân đùa thôi, bây giờ bạn giới thiệu về bạn tên là Đức Nhân, đang hiện tại đang sống ở quận 6 ạ. Quận 6. Cơ duyên nào mà bọn mình quen được nhau? Dạ thực ra là em kết bạn với ảnh trên Facebook, có đọc mấy cái status của ảnh á. Thế là tính ảnh cũng hơi giống mình nên nhắn giống tên. Là sao em? Dạ thì ảnh cũng hay đăng mấy cái status buồn hoặc là những cái hoàn cảnh mà em đã từng trải qua rồi á. Ngày trước là cũng kinh nghiệm về cái việc trong mối quan hệ với tình cảm nó giống giống nhau. Dạ nên cũng có nhắn tin, thì lúc đầu thì ảnh cũng không có gì mặn mà lắm, cũng vài câu khá là nhạt. Là cái lúc mà nhắn tin á, là có một cái dịp gì không em, hay là tự dưng mình nhắn thế thôi? Dạ thực ra là ảnh đăng story, em vô em rẹp thôi, nhưng mà lúc đó thì cũng người lạ nên anh cũng ngại, anh không nói gì nhiều á. Thì em cũng nhắn vài lần, nhưng mà sau này thì cơ duyên mới tới lần. Có nghĩa là vào một cái ngày đó, Nhơn đăng một cái câu chuyện buồn về thất tình bla bla. Dạ, thật ra là lúc đó là mới vừa chia tay người yêu cũ cũng 1-2 tháng. Em biết sao anh đoán được không? Tại vì cái kiểu này quen lắm. Kiểu mấy cái người ăn ủi đó. Dạ. Là sau đó là hay khều khều về phía mình lắm. Ảnh đăng là mình mới chia tay người yêu nè, ai có thích thì vô nói luôn đi nha, mất công mốt có người yêu lại. Thật luôn. Em vô em rap, ủa ngày xưa em cũng thích anh đó. Hợp lý quá ha. Cái ảnh vô anh nhắn tin, ủa em có thích anh hả? Em nói có anh, nhưng mà tại em không nói thôi. Và khi hai bạn nói chuyện với nhau rồi thì mình cảm thấy như thế nào? Dạ thật ra là ảnh trên Facebook vậy, ở ngoài thì hơi khác nhau một tí. Trên Facebook thì lúc nào cũng nghiêm nghiêm mặt ngầu ngầu một tí, mà cứ hễ nói chuyện là bắt đầu lại nhây bựa. Lúc mà mới tìm hiểu thì em ở quận 8, còn ảnh thì lên Đà Lạt làm việc. Vậy là quen xa, mình liên lạc với nhau bằng Facebook ạ. Facebook. Aquaseline, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Rồi mình có gọi điện để thấy hình ảnh, dạ xem nó có đúng so với trên hình không? Dạ có. Lần đầu tiên gặp là em bị ngượng, em bị đơ luôn. Đơ 5 phút, cái không biết nói gì, cái cười đứng cười cượng, ngượng thôi à. Xong rồi tắt xong lấy hơi. 5 phút là sau, em gọi điện thoại cho người ta 5 giây xong rồi em tắt. Dạ em tắt cái rộng đoạn luôn. Này sẽ gãy lắm nha Lộc. Xong cái anh, ủa gì vậy em, sao tự nhiên kỳ vậy, mới gọi điện mà sao tắt anh mất tiêu rồi. Cái anh nói trời ơi em ngại quá anh ơi, anh đúng gu em quá, em ngại quá không biết nói gì trơn á. Cái xin lỗi cũng 15 phút sau mới gọi lại, xong rồi ấp úng. Có nhiều người lạ lắm nha, đúng gu cũng tắt mà không đúng gu cũng tắt. Lúc đó cảm thấy ủa sao bạn người sau hơi vô duyên, nó hấp tự nhiên gọi điện cho người ta sao không nói gì hết mà tự nhiên tắt. Khi mà đọc được cái tin nhắn của Lộc là ở trời ơi anh đúng gu em quá, làm cho em ngại quá bla bla, thì Nhân thấy như nào? Thì lần đầu tiên thì em thấy bạn này cũng kiểu như cũng có hơi xíu con nít á, nghĩa là 97 ngại ngùng rồi rụt rè rồi các kiểu, rồi kiểu mắc cỡ rồi. Nhưng mà cũng thích chứ đúng không? Thật. Ok. Rồi cái buổi đầu tiên mình nói về chủ đề gì ta? Dạ cũng hỏi thăm bình thường thôi, tại vì cũng còn bị sượng cái vụ gọi điện hỏi thăm thì em kiểu gia đình khỏe không, bố mẹ khỏe không? Dạ không, hỏi ở trên chảnh thì ảnh hay đăng status là hay ở một mình á. Em hỏi là ở mình chảnh có buồn không, rồi có nói chuyện nhai nhiều không. Vậy Lộc là người chủ động ở trong một quan hệ này hơn? Dạ đúng rồi, em là người nói.
anh là người nghe nhiều hơn. Nhưng mà khi mà mình cứ phải chủ động như vậy, có khi nào em cảm thấy là chắc bạn này bạn không thích mình không? Thực ra là học cũng không phải là không có, nhưng mà em thì do là tính em lanh nên em hay đặt ra mấy câu hỏi mở để ông tự trả lời, kiểu như em không có hỏi là có hay không, em hỏi là ồ ý kiến của anh như thế nào, cho em bắt đầu em cho ảnh cơ hội để anh nói, để anh giải trình nhiều hơn, xong rồi mỗi lần mà ảnh nói thì em bắt đầu nghĩ ra câu hỏi sâu hơn để họ đào về cái cảm xúc của ảnh. Ghê ha, đào. Rồi đến bao giờ thì hai bạn chính thức quen nhau? Gọi 2-3 lần xong cái ảnh nhắn tin, thôi em ơi đừng tìm hiểu nữa, tìm hiểu tốn thời gian quá, thôi mình quen nhau luôn nghe em. Cái đấy là cách tỏ tình của Nhân luôn. Dạ, rất là cộng sốc anh. Không, em người trưởng thành người ta ngắn gọn xúc tích ha Nhân ha. Chứ ai như bọn em. Thế giới bây giờ nhiều người cô đơn quá, hay là mình đừng cô đơn nữa anh nhé. Thế giới bây giờ nhiều người cô đơn quá, hay là mình đừng cô đơn nữa anh nhé. Kiểu bọn em hay vậy lắm không? Ngắn gọn xúc tích hay nha. Rồi sau khi mình tỏ tình với nhau rồi thì mình vẫn còn phải quen xa. Dạ đúng rồi. Đà Lạt và Sài Gòn. Sau 2 tháng đó là Nhơn chuyển công tác về Sài Gòn hay là chỉ về Sài Gòn để gặp Lộc thôi? À thì Nhơn đi về thăm gia đình đó. Ừ. Gia đình thì sẵn hẹn gặp luôn. Sẵn tiện thôi hả? Đúng rồi. Ừ, em. Dạ không, cái đó là một lời dối trá đó anh. Trước khi về cái bị rối loạn tiêu hóa. Xong gọi á. Bị tào tháo rửa. Nguyên một đêm không về được luôn. Mà nói chắc anh chắc hẹn em bữa khác. Hôm nay chắc anh đi không được. Thì em cũng không, hơi hụt hẫng chút xíu. Nhưng mà dù sao rồi anh cũng không có kiểm soát được mấy việc này. Nên em cũng chấp nhận. Xong rồi cũng gọi nhắn tin hỏi thăm là anh khỏe chưa, anh ổn chưa. Xong rồi tối ngày thứ hai là gọi lại thì anh cũng đỡ rồi, tự nhiên giờ anh muốn về thăm bé quá à. Cái nói thì về cũng được mà khỏe mới cho về nha. Nó thôi về em về em chăm anh đi chứ giờ anh cũng chưa khỏe lắm đâu. Đó là lý do nha. Xong rồi nói về cũng được thì về em chăm anh thôi, phải về nhà anh chăm mới được nha. Rồi lần đầu tiên mình gặp nhau ở ngoài đời. Mới vừa gặp thì mặt cũng hơi nghiêm, nói chuyện thì sau thì mới thấy là hơi vui tính, hơi trẻ con một tí, chuyên gia làm nũng luôn. Sáng mà ngủ vậy. Trời ơi, mệt quá à, không muốn đi làm đâu. Mà bữa nào cũng vậy hết trơn á. Bọn em chưa kể chuyện buổi tối mà đã sang chuyện buổi sáng rồi. Dạ buổi tối không có gì đâu anh. Thề đi. Dạ thề. Không có tại gì vì không cho. Ai không cho em? Dạ em. Tại vì trước đây là những mối quan hệ trước á, quen mà kiểu như những mối quan hệ nó khá mở. Chuyện đó nó đẩy nhanh quá nên nó không có bền á. Em muốn là mối quan hệ này mình đi từ từ thôi. Tối cũng sờ sờ mó mó, nó không được nha, không được á. Sợ là về nha. Cũng chiều em cũng không làm dạ, gì. Dạ cũng không làm gì. Rồi đến bao nhiêu lâu sau em mới cho? Dạ sau 2 tháng nó thì tháng sau em lên Đà Lạt. Thì lần đó mới có lần. Là tổng cộng là 3 tháng quen nhau. Thôi Nhân kiên nhẫn quá ha. Rồi cảm xúc của Nhân sau khi mình đã đạt được cái mong muốn của mình hôm đấy như thế nào nhỉ? Thì cảm thấy rất là vui. Mấy cái chuyện đó thì mình từ từ cũng được, không sao, không gấp. Chủ yếu là bên đây phải cho thì mới. Ông này là thuộc dạng mà nghiện mà còn ngại anh. Nên em nhìn mặt là em biết là rồi xong rồi, hận hật rồi. Xong hỏi anh muốn đúng không? Không biết nữa em. Anh không biết nữa. Em làm gì cũng được á. Ủa tự nhiên giờ muốn mà em làm gì cũng được. Thôi đi ngủ nha. Không chịu. Bí xị liền. Là nhưng mà cho anh hỏi là trong 3 tháng khi mà em không có chấp nhận á. Yeah. Thì em không có sợ là kiểu Nhơn sẽ chán và Nhơn bắt đầu một cái điều khác hả? Dạ em thấy là ít nhất mình cũng phải có những cái ranh giới của riêng mình. Người ta chưa chạm được cái ngưỡng đó thì mình không có cho được. Tính em từ nhỏ đã khó rồi. Mình quan tâm đến cuộc sống riêng của nhau á, mình có quan tâm về thời gian hay là mình liên lạc với nhau, mình báo cáo những chuyện mình làm với nhau không? Dạ lúc nào em cũng chủ động chứ, chỉ có một đợt thôi mình tẩn luôn tới già luôn á. Em nghĩ là tẩn luôn tới già. Tại đợt đó là do liên hoan tiệc với bạn lỡ uống hơi nhiều quên cái ngủ luôn. Xong rồi không nhắn không gọi gì cho anh á, sáng dậy giận. Thì em biết là uống rượu bia vô rồi thì là mình sẽ hay buồn ngủ hay là cái gì đó, thì mình lo bạn bè đi thì mình đừng có nhắn. Cũng gán nhắn một tin nữa là dù hôm nay em có xỉn cỡ nào em cũng vẫn nhắn cho anh, vẫn gọi cho anh. Xong đợi tới 1-2 giờ sáng không thấy nhắn, không thấy gọi gì hết luôn, một tin nhắn cũng không. Một pha tự hủy. tự mình giết chết uy tín của mình. Dạ cũng là thôi mình lỡ rồi, mình uống chút xíu thôi, lát trời ơi bạn nó đẩy quá đâu biết đâu. Rồi hai bạn đã giới thiệu với gia đình hai bên chưa? Người nhà em có thấy mặt ảnh rồi nhưng mà chưa ra mặt chính thức. Còn ảnh thì dắt về nhà luôn rồi.
Nhơn dắt Lộc về nhà rồi. Và phản ứng của gia đình Nhơn như thế này? Phản ứng thì nhà Nhơn rất là thất bản, tại vì thấy cũng hiền, cũng dễ thương. Mà cũng kiểu cái gu của nhà là mấy người ở trong nhà là toàn hơi mập mập không á. Mấy bạn này cũng hơi tròn tròn xíu nên thích. Thì cũng có khen là nó đẹp, cũng dễ thương, cũng mập mạp, dễ thương đều. Khoan, người lớn có khen là sao thằng bé này hiền và ít nói thế không? Có. Đúng có, không? Lúc đầu có. Mấy nói cái kiểu này về nhà là hay giản ai như thế lắm. Trời ơi, lần đầu tiên về là em núp lùm á anh. Đấy, anh đoán được liền. Mấy người như em là chuyên môn, ở ngoài thì như vậy nè, còn về nhà là không nói một cái gì hết. Ảnh thì anh đứng đằng trước, định là tòn tòn đi lên lầu thôi. Ê dì, lúc đó là dì Út ga. Dì Út ga thì em cũng kiểu núp đằng sau né né. Che em lại, chủ động chào hỏi dì. Tại vì dù sao cũng đã gặp rồi thì chào hỏi cho mình chào hỏi ra mắt cho thân thiện luôn. Cảm giác của Tuân là Nhơn đã từng dẫn bạn trai trước về nhà rồi đúng không? Nên gia đình mới có thể thoải mái như vậy. Bạn trước của Nhơn là quen nhau 5 năm. Thì có về ở chung, sống chung với nhà. À, sống cùng nhau rồi. Câu chuyện come out của hai bạn như thế nào? Khoảng thời gian trước thì ba mẹ em cũng nghe người ta nói nên cũng bị ảnh hưởng. Tại vì ngày trước là ba mẹ em mặc dù là hơi khó chịu về cái vấn đề này, hoặc là chưa có mở lòng về vấn đề này, nhưng mà sau này thì ổn hơn. Do là cái đợt dịch á, thì mọi người có cái quan niệm mới là kiểu như gia đình thì miễn hạnh phúc vui vẻ là được. Nên sau này là ba mẹ em cũng khá là mở lòng. Nhưng mà nhiều giống như hàng xóm hoặc là thế hệ lớn hơn trong nhà hỏi thì ba mẹ em cũng nói đỡ cho em. Thì anh hỏi là thằng này chừng nào lấy vợ. Cái ba em quay qua nhìn em cái thôi, nhà này mất giống mà không lấy gì trơn. Trời, ba biết nói đỡ vậy. Ba đỡ nặng quá luôn á. Ê Lộc, anh nhận ra là đúng nha. Đúng là Nhân khó tính nha. Nhân ngồi nói chuyện mà hai cái lông mày nó trâu nhiều đó này, kiểu vậy nó. Anh không biết anh làm gì luôn á. Mà kiểu nói chuyện mà. Dạ, mặt ổng làm vậy á. Ừ, thật sự. Sao mà hỏi, ủa có chuyện gì hả anh? Nó quý hả? Quý gì đâu? Ủa không có gì đâu, sao mặt giống như là ai ăn hết của đúng, không vậy? Đúng rồi. Rồi, rồi câu chuyện comment của Nhân như thế nào? À thì Nhân thì hồi trước, trước mà chưa phát hiện mình bị. Được. Nghĩa là mình được như vậy thì lúc đầu là mình... thời học cấp 3 thì có quen hai bạn nữ. Có quen hai bạn nữ thì cũng 2-3 năm, một bạn cũng 2-3 năm. Thì tới lúc mà lên học cao đẳng với đại học cũng có bắt đầu có cảm giác là hay để ý mấy bạn nam nhiều hơn. Là lúc đấy mới để ý? Đúng rồi, lúc đó mới để ý. Kiểu như là mình không có chấp nhận á, mình vẫn quen tiếp bạn nữ và cũng có cảm giác này nọ. Thì lúc đó xong rồi và vẫn tiếp tục có cảm giác với bạn nam. Xong rồi mình lên mạng sợp. Thì mình lúc đầu mình nghĩ là mình là bisexual. Có thử quen một bạn nam rồi là bắt đầu là không có cảm giác với bạn nữ nữa. Người chơi chuyển hệ anh. Yeah. Tưởng đó, vẫn còn cố chấp chứ. Mình sợ lên thời đó là năm 2008. Còn 2008, 2009 thì cái internet cũng không có phát triển nhiều. Với lại về vấn đề LGBT của mình nó cũng không có nó không có được phổ biến á. Lên đọc mấy cái tin tức rồi lúc đầu tự bản thân mình nghĩ bị bệnh luôn. Và lúc đó cũng không dám nói gì cho nhà nghe hết, mà cũng im im giấu giấu vậy và tự lên search tất cả các thông tin về LGBT là search hết. Thì sau này mới biết là cái vấn đề này rất là bình thường, nó chỉ là xu hướng tính dục khác người ta xíu thôi. Rồi có thuốc gì không nha? Không, chỉ Tuân. Không có thuốc gì á. Mình xác định luôn là mình là gay. Lúc đó là không có quen bạn nữ nữa. Thì sau này có quen mấy bạn nam thì có dẫn về kiểu như là bạn thân thôi. Thì nhà cũng biết rồi, lúc đó cũng biết. Xong rồi nhà cũng có nói là biết rồi, tao biết mày là vậy rồi, nhưng mà kiểu như khi nào mà có ý định tổ chức đám cưới á, tao tổ chức đám cưới cho. À, nhà rất là dễ luôn. Vậy là mình không cần phải come out chính thức mà luôn. Gia đình tự hoạt động tư tưởng luôn và tự chấp nhận rồi tự khuyến khích. Dạ. Đúng không? Cho xin phép hỏi về chuyện cũ của Nhơn, khi mà mình có một mối tình rất là dài như vậy thì khi mà mình kết thúc nó đó thì mình có trải qua nhiều cái cung bậc cảm xúc không? À, cái là cũng có, tại vì tính tới cái lúc chia tay là 5 năm. Nhưng mà trước đó là tầm 4 năm là bị yêu xa. Có nghĩa là lúc đó Nhân bị tâm lý á, bị rối loạn lo âu. Thì mới bỏ Sài Gòn đi lên Đà Lạt. Đi lên Đà Lạt sống. Có rủ bạn đó lên chung và bạn đó cũng ok rồi. Là hai người cùng nhau lên Đà Lạt sống. Và xong, sau đó bạn đó có một cái plan gì đó làm việc ở Sài Gòn. Thì bạn đó không lên được. Thì bạn đó ở dưới này.
là một năm yêu xa, và Nhân là cái đứa không có thích yêu xa được, muốn lúc nào cũng có người kế bên ở chung chăm sóc lẫn nhau. Thì lúc đó là cũng kéo dài cũng thêm một năm nữa thì bạn đó cũng chịu đựng không nổi. Thì bạn đó nói là thôi em cảm thấy cái mối tình này anh không có mặn mà nữa, kiểu như ít quan tâm bạn đó quá. Thì Nhân cũng nói là cho Nhân thời gian sửa đổi, thì cũng có sửa đổi một thời gian cũng một tháng hai tháng, và bạn đó cũng nói là thôi chia tay, tại vì cái sự thay đổi của Nhân á, bạn đó không đủ để mà mặn mà qua tin nhắn hay là qua điện thoại thì Tuân cũng không biết mình sẽ phải mặn mà với nhau như thế nào. Cái chứng bệnh là rối loạn lo âu á thì mình điều trị nó như thế nào? Cái bệnh đó là cũng ngay cái thời điểm dịch Covid luôn, vừa mới bùng dịch Covid, hay sợ vô cớ hay kiểu vậy á, đi vô bệnh viện suốt, cái đó mà ông bác sĩ ông phải đuổi về. Ông nói là không có bó tay đâu, bác sĩ bó tay rồi, bác sĩ nó không có gì đâu, em nên đi vô bệnh viện tâm thần. Đúng. Tại vì nó là một cái chứng bệnh về tâm lý thì phải. Rồi. Ủa còn Nhân đi khám sức khỏe tổng quát hả? Đúng rồi, đi khám sức khỏe tổng quát, khám hết từ đầu tới chân luôn. Cái đấy thì nó không ra bệnh là đúng rồi. Thì đúng rồi, thì không mà cái đi vô bệnh viện tâm thần thử thì cũng có uống thuốc, cũng một tháng thuốc thì uống thấy cũng ổn, đỡ. Nhưng mà người ta nói là nếu mà uống cái này nhiều quá nó cũng ảnh hưởng. Nên là mình tự bản thân mình điều trị. Thật ra cái sức khỏe tâm lý bây giờ tôi thấy nó quan trọng lắm nha. Mà nhiều người, nhất là ở Việt Nam mình này, họ lại suy nghĩ là đi khám tâm lý họ lại cảm thấy rất là nhạy cảm á, là mình bị tâm thần kiểu như vậy đó. Lúc lên thăm thì anh cũng vậy đó. Trời ơi em, anh sốt rồi, không biết anh có bị gì không, không biết có Covid không, không biết bị bệnh gì nữa. Thôi lỡ ông vậy mình xui theo luôn. Cái ông lấy cái máy, ông đo, anh đo xong chưa? Anh đo xong cái em lấy cái máy em đo lên em. Xong 5 phút sau ổng đo cái em lấy đo lên. Sao? Có khác gì không? Không khác gì đúng không? Cái lúc đầu cũng thôi em bị, có bị gì đâu, anh mới là bị nè. Xong rồi từ từ cái nửa ngày cũng 5 phút đo, xong em đo lên lại, cái từ từ chắc anh cũng không bị gì đâu, chắc cũng khỏe rồi. Rồi khi hai bạn quen nhau rồi thì có bao giờ phải xảy ra cái sự ghen tuông giữa hai người không? Tại vì hai người đều có hai cái sự hấp dẫn riêng nha. Dạ thì cũng có chút chút, nhưng mà em ghen theo kiểu là hay hỏi về những người cũ. Mặc dù em hơi nhạy cảm thiệt, nhưng mà em hay lý do là thôi kể đi không sao đâu, kể đi em biết, để em có những bài học, để em có những kinh nghiệm, xong rồi cuối cùng là giận đúng không? Gây lộn là bắt đầu sao giờ muốn vậy đúng không? Muốn quay về người cũ vậy. Em thấy bạn đấy hợp hơn á, hai người hợp với nhau hơn đúng không, kiểu đấy. Bạn này lướt Facebook thì cũng có thấy nhắn tin với mấy bạn nam á, thì em mới nói là dạo này cũng nhắn tin với nhiều người rồi các kiểu, thì bạn này nó chỉ là bạn thôi, không tin anh cứ cầm điện thoại em anh kiểm tra. Mà ngộ em cho cả mật khẩu điện thoại em vô Facebook mới cứ tự do thoải mái nha, mà bạn bè em nhắn cái đó tới giờ nữa đó nha, tới giờ đúng không, hẹn với ai vậy. Mà trong khi là từ lúc mà quen nhau mà về chung ở là 24 dính nhau như Sam vậy mà vẫn nói vậy được. Ủa bây giờ là ở chung với nhau rồi? Dạ vâng, ở chung rồi. Thế thì ở chung rồi mình có phát hiện ra tật xấu gì nhiều của nhau không? Rất nhiều á. Lộc thì thứ nhất là rất là hậu đậu, tính anh khó lắm mà. Có nhiều cái em thì tính em khá là hậu đậu, lâu lâu em phải để quên đồ, quên này quên kia á, cái đụng nhau trời ơi em suốt ngày em quên hoài, làm gì cũng được á, rồi bắt đầu là cằn nhằn nha, cứ vậy thôi đó, lắc đầu là sao nha. Nhưng mà... là hậu đậu, đi vô tủ lạnh lấy nước uống cũng mở toàn cái tủ lạnh để đó luôn, quên đóng không đóng luôn. Để thẳng thôi. Hồi con bé em có bị ngã té. Dạ có, em leo cổng chùa em bị té. Bị té trước cổng chùa hả? Dạ. Thảo nào, nghiêm trọng như thế. Thứ hai, nói rất nhiều. Mà nói trên trời dưới biển, nói các thứ hay dạ, sao? Đúng rồi. Dạ không, mà mỗi lần mà ngồi kế nhau là im ghe em tự nhiên ngồi xong bấm điện thoại xong rồi tập trung này là tập trung kia, mình hỏi ủa anh làm gì, anh nãy giờ anh làm gì, kiểu kiếm chuyện để nói. Nói đâu, không có gì hết trơn. Ổng ngồi ổng làm việc riêng của ổng, cái tự nhiên mình ngồi mình giống như mình bị bỏ xó vậy, giống như mình giờ ổng đi làm xong thôi, giờ anh làm rồi em vô góc tường anh ngồi đi, chừng nào xong việc anh ra anh nói chuyện với em tiếp. Ủa gì kỳ vậy, cái tự nhiên em cũng quạo, em cũng làm mình bấm điện thoại xong lát ủa sao ổng nói chuyện với anh, ủa là sao thì người ta xong việc rồi, cái gì cũng phải có giờ có giấc chứ em. Người ta có giờ giấc riêng thì em không phản đối, nhưng mà kiểu như ảnh tập trung rất là sâu. Lúc mà anh làm việc gì là đụng chạm gì tới ảnh được á, giống như ngồi chỉnh hình hả, cái em hỏi ủa anh đang chỉnh hình hả, kiểu như mình cũng hay lựa hình chung á, cái anh đang chỉnh hình đừng nói chuyện nha anh. Không được nha, tự ái nha. Dạ đúng rồi, biết là em hay quạo
mà hay chọc, mà chọc cái kiểu hỏi là hôm nay có làm gì không, hên xui hay là làm này, hên xui bình thường cái này giờ hên xui đúng không, giờ hên xui làm mình nha, rồi bắt đầu cười hề hề, cười hề hề thôi mà giỡn mà đó, hỏi vậy sao, hỏi sao em không quạo, khi em còn quạo là người ta còn chọc ảnh là chúa cằn nhằn luôn hả, trái gió trở trời là anh sẽ cằn nhằn từ lúc mà bắt đầu công việc cho tới lúc anh làm xong luôn anh vẫn còn cằn nhằn nha. Tại giống như là hôm đó là chuẩn bị đi chụp hình mà sáng hôm đó trời lỡ mà may may hâm hâm một tí thôi là bắt đầu ôi trời tự nhiên giờ này trời mưa à, mưa rồi làm được gì, nhưng mà mưa xong nha lát đi qua đoạn khác nắng, tự nhiên trời đang mưa giờ lại nắng tiếp rồi làm sao làm được gì, mưa bệnh rồi chụp hình lên như cái mền, ủa vậy là sao, mưa cũng không được mà nắng cũng xong là sao, tối xuống nằm ngủ chuẩn bị ngủ cũng cằn nhằn. Tính em hiền nhưng mà mỏ em rất là hổn. Tính em hiền nhưng mà mỏ em rất là hổn. Quen nhau một thời gian mà không cãi nhau là cái ổng ngứa người, ổng muốn kiếm chuyện, muốn ghẹo cái mỏ của em. Và cứ hễ đụng vô là bắt đầu là em lên cơn, là em là bắt đầu là em lại mắng xong ngồi cười hè 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 vậy á, chị mới chịu. Ngu của Nhân là thích sóng gió, có hay một cái tính là rất là vô duyên luôn, người ta dùng từ là vô duyên thúi á. Cái lúc mà lên Đà Lạt á, lúc đó là đang ở trong lều và bạn này rất là xì hơi thả bơm rất là kinh khủng, và cái nào cái nấy là nguyên tử không. cái lều nó rất là nhỏ mà nó kín nữa, mỗi lần mà xì một cái là muốn động thổ luôn á. Thì lúc đầu em cũng ngại lắm, em mỗi lần mà muốn vậy á là đi ra ngoài, xong mà nó ho mình quen nhau lâu rồi mà cái gì đâu ngại đâu em, nó phải em thả mình cái là do Nhơn mà là không là... nhưng mà lần đầu mà Nhơn không được. Nghĩ nó kinh khủng tới như vậy, mức độ như vậy. Lần đầu thì cũng chịu, cũng cam chịu, lần thứ hai là thôi cũng không chịu nói mình, nhưng mà là do Nhơn không biết lượng sức mình mà đã cho phép người ta tấn công như vậy rồi thì trách cái gì người ta. Rồi dự định tương lai của hai bạn hiện tại là về Sài Gòn thì em đang phụ cho kinh doanh của anh Nhơn. Anh mở quán trà sữa, thì nếu mà quán trà sữa nó ổn định hơn thì em quyết định em sẽ theo đuổi lại đam mê của mình ngày trước. Tại vì ngày trước là do ba mẹ em khó, em thì ngày trước thích học make up, rất là thích mấy cái làm đẹp, nhưng mà do là nó hơi nhạy cảm cái thời điểm trước nên em không có theo đuổi được. Mối quan hệ của hai bạn thì còn khá mới, 4 tháng, thì có bao giờ mình dành cho nhau những cái lời nào đó yêu thương mà mình cảm thấy là mình muốn nói không? Ví dụ như Nhơn đi, Nhơn là một người ít thể hiện này. Mặt của Nhân căng liền. Dạ không, em ép anh nói không. Ngày trước thì hay ậm ậm ừ vấn đề này lắm, nhưng mà dạo này thì có. Hay kiểu như em nói cái quen miệng cái cũng nói luôn. Đúng không? Thế bây giờ Nhân á, nhân dịp này á, Nhân có muốn chơi lớn một chuyến là nói một cái lời yêu thương gì đấy đến Lộc không? Thì Nhân thấy bây giờ Nhân với Lộc quen nhau cũng mới có 4 tháng. Thì cái khoảng thời gian quen nhau nó cũng không có dài á, nên giờ Nhân cũng không biết nói gì, không ngại chia sẻ lắm anh. Sorry em nha. Ủa, cái gì vậy? Gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa anh cũng không biết thiệt luôn. Hãy hồi hộp nha. Anh không biết cái gì luôn. Ủa sao mai nói gì với anh ta? Bình thường là có gì là mọi người sẽ phải nói với anh. Em cũng không biết luôn, sao tự nhiên bữa nay lạ vậy? Nổi da gà quá trời có đất. Nên tặng em có bông. Thì anh là một người rất là cục xúc, rất là không khô khan. Thì nhân việc hôm nay thì anh muốn tặng em bó bông để thể hiện tình cảm của anh. Anh có vài lời muốn nói với em là mặc dù quen nhau 4 tháng thôi, nhưng mà anh cảm nhận được cái tình cảm của em dành cho anh nó rất là nhiều á. Có một số người sẽ nói là ủa tại sao mà mới quen nhau 3 tháng 4 tháng nó có nhanh quá không, nhưng mà đối với anh thì quan trọng cái tình yêu nó không có quan trọng về cái thời gian là dài hay ngắn, mà quan trọng là mình có chân thành với nhau hay không. Nên giờ anh tặng em bó bông. Ôi trời, anh muốn em về chung một nhà với anh. Mong em
cùng anh vượt qua những khó khăn, cùng anh đi du lịch, cùng anh thức dậy, mình cùng nhau già. Em có đồng ý làm người đồng hành với anh? Dạ có. Trời đất ơi, Tuân cảm thấy là bị chương trình phản bội. Tại vì chương trình không hề... Khi mà Nhân bỏ đi á, Tuân nghĩ là không biết trời có em... cái trục trặc gì á. Tìm em muốn gớt ra ngoài đúng không anh? Cảm xúc của em ngay lúc này như thế nào? Tại vì anh là một người rất là bất ngờ rồi. Anh không biết em như thế nào. Tay em còn gục mà. Tay em bây giờ thấy giàu có rồi đấy. Hồi nãy đi ra em rất là hồi hộp đúng không? Em không biết là tự nhiên ủa sao tự nhiên đang vô đấy đi ra mất tiêu vậy, đang nói chuyện nha. Em giờ không biết nói gì luôn á. Lần đầu tiên là bị á khẩu luôn. Chính anh cũng rất là xúc động. Tại vì rất là lâu rồi ở chương trình mới có một cái màn cầu hôn trở lại. Và nó rất là bất ngờ như vậy nữa. Em không biết gì luôn á. Anh còn không biết thì làm sao em có cửa được biết được đâu. Thay mặt chương trình thì Tuân xin cảm ơn hai bạn đã đến với Come Out ngày hôm nay. Chúc cho Nhân á, sau khi vượt qua được chứng bệnh rối loạn lo âu của mình thì tìm được một cái nơi mà mình có thể hoàn toàn tin tưởng và giúp cho mình có được một cuộc sống thoải mái hơn. Và chúc cho cả hai bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc giống như ngày hôm nay hoặc là hơn nữa. Yeah. Cảm ơn hai bạn. Đây là một món quà dinh dưỡng để bồi bổ cho cả hai bạn. Tặng bạn sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA của Mỹ, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Chương trình còn một món quà nhỏ nữa là gói Ruby của ứng dụng Speakable. Đây là một ứng dụng hẹn hò giúp cho cặp đôi của mình có thể gắn bó và giữ lửa tình yêu. Cảm ơn nhãn hàng Quốc Việt Food và ứng dụng hẹn hò Speakable đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình và đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Come Out vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và kênh Come Out LGBT Việt Nam. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.